Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin Top News cùng với Duy Khang và Thi Nhung. Và chúng tôi xin phép quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Việt Nam. Nhân viên ngân hàng được thưởng Tết lớn. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến Tết Nguyên đán. Nhiều ngân hàng Việt Nam đã có quyết định thưởng đối với nhân viên của mình. Do lợi nhuận kinh doanh năm 2017 của nhiều nhà ngân hàng tăng mạnh, nên mức thưởng dành cho nhân viên năm nay có xu hướng khả quan hơn. Một nhân viên của ngân hàng OCB cho biết, anh và các đồng nghiệp vừa nhận được thông báo liên quan đến mức thưởng của năm 2017 vào hôm 8 tháng 2. Mức thưởng năm nay của ngân hàng này dựa trên đánh giá hoạt động từng chi nhánh cũng như mỗi nhân viên. Vào năm nay thì nhân viên xuất sắc và thuộc chi nhánh xuất sắc sẽ được thưởng khoảng hơn 5 tháng lương, thấp thì hơn 1 tháng và chỉ những cá nhân yếu mới không được thưởng. Anh cho rằng với mức thưởng vừa được công bố thì đây là mức thưởng cao nhất ở ngân hàng này từ trước cho đến nay. Tuy nhiên không phải nhân viên ngân hàng nào năm nay cũng phấn khởi với mức thưởng Tết. Một nhân viên của ngân hàng xây dựng CB buồn bã cho biết, nói tới việc thưởng Tết sẽ là điều xa xỉ và đây cũng là tâm trạng chung của rất nhiều nhân viên thuộc ngân hàng đại dương hoặc là ngân hàng dầu khí toàn cầu sau biến cố hàng loạt lãnh đạo bị bắt. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì chiêu mua rễ hồ tiêu của thương lái Trung Quốc lại tái diễn ở Việt Nam. Tin cho hay gần đây thì huyện Chư Pu đã bắt gặp một thương lái Trung Quốc đến thu mua rễ cây hồ tiêu từ một nông dân trong huyện. Thương lái này đã bỏ đi khi cơ quan chức năng đến. Trong khi chủ hộ nông dân nói họ thu gom rễ tiêu để ủ làm phân, chứ không phải để bán cho thương lái của Trung Quốc. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chư Pu cảnh báo đây có thể là hành vi phá hoại tái diễn từ những năm trước. Phá hoại tái diễn của các thương lái Trung Cộng đối với loại cây mang tính chiến lược kinh tế của địa phương này. Trước đó năm 2012, các thương lái Trung Cộng cũng đã dùng tay người Việt triệt hạ nhiều khu rừng khi người dân đổ xô vào rừng hái lá kim cương để bán cho thương lái Trung Cộng, khiến loại dược liệu quý này rơi vào tình trạng nguy kiệt. Người nhắn tin dọa giết chủ tịch Đà Nẵng lãnh án tù. Thưa quý vị, vào chiều ngày 9 tháng 2, Tòa án Nhân dân ở thành phố Đà Nẵng đã tuyên án 18 tháng tù giam đối với bị cáo Đào Tấn Cường sinh năm 1969, trú ở thành phố Đà Nẵng, phó giám đốc công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimax chi nhánh Đà Nẵng về tội đã đe dọa giết người. Luật sư Phạm Công Hùng bào chữa cho bị cáo cho biết, ông Cường khẳng định rằng không thực hiện đe dọa giết người mà chỉ vì bức xúc cá nhân nên đã cư xử không phải. Bị cáo đã xin lỗi các bị hại. Hành vi của bị cáo Cường là sai trái, nhưng mục đích không phải là đe dọa giết người. Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo gây hoang mang, lo lắng và xáo trộn đến người bị hại, cũng như gia đình, đồng thời đã gây ảnh hưởng đến chính trị trên toàn thành phố. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng cho rằng, tại phiên tòa, bị cáo Cường thành khẩn khai báo, tỏ rõ sự ăn năn hối cải, gia đình có công cách mạng, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, nên hội đồng xét xử quyết định áp dụng hai biện pháp giảm nhẹ, xử dưới khung hình phạt do Viện Kiểm sát đề ra và tuyên án 18 tháng tù giam. Thưa quý vị, 4 người đã cùng trúng giải độc đắc Việt Lot. Đây là một sự trùng hợp bất ngờ. Dãy số may mắn trong kỳ quay 244 tối ngày 9 tháng 2 của loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 được xác định là có 4 người chơi cùng trúng. Quỹ giải thưởng 32 tỷ đồng của kỳ quay 244 sẽ được chia đều cho 4 người chơi may mắn này. Mỗi người nhận khoảng 8 tỷ đồng. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, số tiền thực lĩnh của mỗi người chơi sẽ là khoảng 7,2 tỷ đồng. Ngoài ra, kỳ quay còn có 101 giải nhất, 10 triệu đồng một giải, 3.651 giải nhì, 300.000 đồng một giải và 55.822 giải ba, 30.000 đồng một giải. Những người chơi may mắn trúng giải có 60 ngày để làm thủ tục nhận giải. Sau thời hạn này, giải sẽ bị hủy và tiền thưởng sẽ đi vào hạng mục doanh thu khác của Vietlott. Tên trộm người Việt bị bắt nhờ bức vẽ biếm họa. Thưa quý vị, cảnh sát ở bang Pennsylvania, Hoa Kỳ đã xác định được một nghi phạm trong một vụ trộm nhờ vào bức ảnh phác họa biếm họa theo trí nhớ của nạn nhân. Cảnh sát Lancaster cho biết Hùng Phước Nguyễn, 44 tuổi, bị nhận diện dựa trên bản phác thảo trắng đen và phương thức hành động của kẻ trộm. Sau khi cảnh sát xác định được hình ảnh đặt trong phòng của nghi phạm, họ đã đưa cho nhân chứng để nhận dạng. Được biết thủ phạm 44 tuổi là một người vô gia cư, bị cáo buộc giả mạo nhân viên tại một gian hàng ở khu chợ địa phương và lấy trộm tiền khi nhân viên thật đi vắng. Vụ trộm diễn ra vào hôm 30 tháng 1. Ông này đã bỏ chạy với một khoản tiền không được tiết lộ. Thưa quý vị, chuyển sang tin giải trí, Oprah Winfrey đã tuyên bố sẽ không tranh cử tổng thống Hoa Kỳ.
nữ hoàng hội luận danh tiếng một thời Oprah Winfrey cho biết bà sẽ không tranh cử vào chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ, mặc dù trước đó có nhiều lời đồn đoán nói rằng bà Winfrey đang có nguyện vọng trở thành chủ nhân mới của Tòa Bạch Cung vào năm 2020. Tuyên bố nêu trên đã được Oprah Winfrey đưa ra trong buổi trò chuyện trực tiếp với nam diễn viên của vở nhạc kịch Hamilton Lin-Manuel Miranda. Lời đồn Oprah Winfrey sẽ ra tranh cử tổng thống bắt đầu được lan truyền sau khi bà có bài phát biểu trên sân khấu lễ trao giải Golden Globe vào hồi tháng 1 vừa qua. Trong bài phỏng vấn với tạp chí Insta, Oprah Winfrey từng đùa rằng bà không có máu làm tổng thống. Lời nói này trước đó đã được bà nhắc đến trên chương trình hội luận của danh hài Stephen Colbert cách đầu hơn một năm. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Việt Nam và tin giải trí. Duy Khang và Thi Nhung kính chúc quý vị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.